Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Biết Việc Nhật và Cuộc Sống ở Nhật. Cả nhà có khỏe không? Hôm nay cả nhà cùng gia đình của mình đi đến một điểm vui chơi dành cho gia đình rất là đặc biệt, nơi mà mình sắp giới thiệu với các bạn là công viên Umino Nakamichi, là một điểm vui chơi rất là được yêu thích của các gia đình Nhật Việt, nơi rất lý tưởng để cắm trại vui chơi vào bốn mùa luôn ạ, xuân, hạ, thu, đông, tuyệt vời lắm đúng không cả nhà? Vào mùa xuân thì ngắm hoa anh đào nè, vui chơi cắm trại, bé thì được thỏa thích vui chơi và có thể đi xả thú thu nhỏ ở bên trong công viên Umino Nakamichi, nơi mà có những cái chú chuột túi nè, kangaroo nè, rồi chim hồng hạc và nhiều loại thú khác nữa, rất là đặc biệt luôn ạ. Còn vào mùa hè thì tha hồ cắm trại luôn cả nhà. Mùa thu thì là một điểm ngắm lá đỏ tuyệt vời với khung cảnh lãng mạn. Mình có clip chia sẻ về cảnh mùa thu tại công viên này. Nếu các bạn thích thì vào kênh của mình xem lại những cái video mà mình chia sẻ về mùa thu, rất là đặc biệt, rất là đẹp luôn. Cảnh mùa thu ở bên Nhật thật là tuyệt vời. Còn vào mùa đông hiện tại bên Nhật là thời tiết là mùa đông khá lạnh, nên việc cắm trại ngoài trời với thời tiết nắng ấm thì cảm giác rất là ấm, và mùa đông thì ai cũng thích chơi ở ngoài trời, tắm nắng và hít thở không khí trong lành, cảm thấy rất là thư giãn luôn à. Mời cả nhà cùng mình cắm trại nha. Và đây là cửa vào của công viên Umino Nakamichi, và mình sẽ mua vé ở cái quầy vé tự động ở đây ha, không có cần nhân viên vì là hiện tại bây giờ cũng là dịch á, nên mua vé tự động luôn à. Và vào mùa đông á thì sẽ có những cái loại hoa được trồng vào mùa đông, như là đang tháng 2 thì sẽ có những cái hoa đào nè, gọi là ume, không phải là sakura. Và đây là cái điểm mà thuê xe đạp, vì là công viên này rất là lớn và rộng nên không thể đi bộ và vui chơi đi tham quan hết cả ngày mà hết công viên này được, nên có cho thuê xe đạp, xe đạp đôi hoặc là xe đạp dành cho gia đình, xe đạp dành cho bé, cho người lớn đều có đủ luôn à. Và đây là cái điểm mà ăn uống, nhà hàng nè, quán ăn thì sẽ ở đây. Và cái cảnh mùa thu, mùa đông rất là đẹp. Mùa thu thì đã qua rồi, lá cũng đã rụng. Còn đây những cái cây, những cái rặng thông mọc ở trong công viên rất là đẹp. Cảnh như là Đà Lạt và những cái vùng xứ lạnh ở bên mình đúng không ạ? Và có những cái chú chim vịt trời này rất là dễ thương, và lúc nào cũng có mặt ở các bờ hồ này. Mình có thể đi dạo bờ hồ và mình ngắm những chú vịt này luôn ha. Cảnh vào mùa đông rất là đẹp. Thời tiết khá lạnh nhưng mà hôm nay thời tiết ấm, có nắng nên nó sẽ ấm. Và hầu như vào mùa đông thì mọi người thích cắm trại và vui chơi ngoài công viên. Có những cái chiếc võng giống như ở bên Việt Nam là các nhà. Mình có thể nằm võng nghỉ và thư giãn, và mình uống những cái cà phê hoặc là nước ấm. Mình có thể mua ở những cái cửa hàng quán ăn hoặc là máy bán hàng nước mà tự động á, thì nó cũng có bán những cái loại nước trà ấm nè, cà phê nóng. Và gia đình của mình sẽ cắm trại dựng lều ở đây ha. Mình có thể quan sát xung quanh cái chỗ mà mình dựng lều á, thì mọi người cũng giữ cái khoảng cách rất là xa, và mình cũng chọn cái điểm mà cắm trại mà ít người, và cách từ cái lều này qua lều kia cũng cả chục mét á. Thì vì là cái công viên này rất là rộng, rất là lớn, thì mình có thể cắm trại bất cứ chỗ nào cũng được. Và những cái chỗ nào mà ít người, không có tụ tập nhiều á, thì mình sẽ dựng lều ở đây ha. Và mình sẽ chọn cái chỗ nào mà có nắng nhiều và ấm, thì mình sẽ dựng cái lều để cho mình có thể ngồi ăn trưa và tắm nắng, và cho cái người nó ấm á. Vì là thấy bạn thấy cái thời tiết nắng ấm như thế này, nhưng mà
nhưng mà rất là lạnh. Ông xã của mình cũng dựng lều cũng gần xong rồi thì mình sẽ trải cái tấm trải để mình ngồi, và những cái đồ nào không cần thiết thì mình sẽ bỏ vào cái lều này và mình đi chơi một vòng. Khi tới giờ ăn trưa mình sẽ về mình ăn trưa ha. Và mình sẽ cho bé đi vào cái mê cung gọi là Egyptal, là cái mê cung mà người ta thiết kế giống như là mình vào cái mê cung ở trong cái kim tự tháp vậy đó. Thì người ta tạo ra một cái mê cung cho bé khám phá và đi làm sao mà không có gặp những cái ngõ cụt. Và mình sẽ đi sau, sẽ tới một cái điểm đến cần thiết và gọi là tới đích đó. Thì mỗi cái điểm mà tới một cái cửa nào đó thì sẽ có cái mình sẽ đóng mộc ở đây ha. Và mình được phát một cái tờ giấy và đóng 4 cái mộc. Khi mà mình đóng hết 4 cái mộc là mình đã chiến thắng, mình đã về tới đích rồi. Thì đây là cửa vào đầu tiên, mình sẽ đóng một cái mộc ha. Và tới những cái cánh cửa ha, kế tiếp á, thì mình sẽ đóng mộc tới khi nào mà hết cái ô trống này thì mình sẽ về đích ạ. Và mình được đi vào cái mê cung này cũng rất là vui. Mình đi chung với bé để cho bé khám phá ra cái điểm đến là ở trong mê cung này sẽ tìm ra được cái kho báu gì ha. Bạn và mình đi theo bé xem bé tìm kiếm được cái kho báu nào ở trong cái mê cung này ha. Đây là hẻm cục nha. Hẻm cục thì mình sẽ đi qua bên này. Đó. Yuka đâu rồi? Yuka. Mama đi với Yuka nè. Yuka đóng mộc ở đây. Đóng mộc cho mama với. Rồi, Yuka giỏi quá. Mình đi được hai chỗ nha, mình sẽ đóng mộc ở đây nha. Rồi mình đi tiếp. Hôm nay đi vô mê cung với là bé. À đó. Rồi ra hẻm cục rồi. Đi, đi làm sao mà không có gặp nhau luôn. Đó, vậy anh đâu rồi? Ba ba đâu? Và đây là điểm vui chơi thứ hai ở trong công viên, là cái chỗ mà để cho bé nhún nhảy vận động và cha mẹ sẽ ngồi ở bên ngoài để trông con của mình ha. Bé rất là thích chơi những cái điểm vui chơi này. Mình ngồi ở ngoài mình cũng có thể trông bé nè, nghỉ ngơi và quan sát những cái cảnh vật bên ngoài. Và tại công viên có rất là nhiều cái trò chơi để cho bé trải nghiệm. Giống như là cái cối quay nước như thế này, mình sử dụng cái sức của mình để mình quay thì nước sẽ chảy ra, nó giống như là nước giếng ở bên mình đó. Khi mà mình dùng sức mình xoay như thế này thì sẽ nước sẽ chảy ra, và mình sử dụng cái nước này cho cái việc sinh hoạt ở bên Việt Nam ha. Và ở bên Nhật thì người ta sử dụng những cái nước mà gọi là nước bông tên vậy đó, nước của nhà nước á, thì nước là rất là sạch, được xử lý rất là đẹp. Tại công viên này có một điểm rất là đặc biệt là cái cầu tuột này, người ta thiết kế ở trên một cái dốc, một cái đồi rất là cao. Mình muốn lên cầu tuột á thì mình phải leo lên cái dốc cao như thế này, và mình sẽ từ trên và mình cho đổ dốc tuột xuống cái cầu tuột này, và
cái cầu tuột này là thiết kế bằng những cái ống thép lăn, thì mình cái với cái sức nặng của người á thì sẽ lăn tuột xuống, thì có thể là những bé nào nhỏ có thể là nguy hiểm vì là cái độ dốc rất là cao và cái cầu tuột này rất là dài, nên cha mẹ có thể ngồi chung với bé và tuột xuống cái cầu tuột này ha. Và do cái sức nặng và cái độ ma sát á, thì có thể làm cho cái mông của mình nó hơi bị nóng lên á, thì mình có thể mua cái bán trượt để mình ngồi trên cái cầu tuột đó. Và những cái cầu tuột này thì là cầu tuột dành cho những cái bé nhỏ. Và người ta thiết kế những cái cầu tuột này cũng giống như là những cái con bạch tuột hoặc là ở biển á, thì nhìn cái những cái cầu tuột và những cái trò chơi của bé cũng hòa hợp vào thiên nhiên á, rất là hay, rất là đẹp luôn. Hầu như cái công viên này tuần nào hoặc là có dịp rảnh rỗi thì gia đình của mình đều cho bé tới công viên này chơi. Công viên này rất là rộng lớn và rất là thoáng. Bé có thể chơi cả ngày mà cũng không hết đi hết được cái công viên này. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, mà mùa đông ở bên Nhật mà thời tiết nắng nóng ấm như thế này thì rất là thích hợp cho bé đi ra ngoài để cắm trại. Và mình lại rất là thích những cái cảnh thiên nhiên đẹp như thế này, và mình hay cho bé ra ngoài công viên chơi, rất là thoáng. Và bé có thể tắm nắng và mình cũng có thể đi dạo nè, ngắm cảnh nè, rồi tắm nắng nữa. Ở đây người ta thiết kế có mấy chú cá heo rất là dễ thương. Và gần cái công viên này có một cái mà thủy cung á, cũng rất là lớn. Và bé, gia đình của mình cũng hay cho bé đi xem xiếc cá heo nè, rồi đi vào thủy cung ở bên Nhật, rất là hoành tráng, rất là lớn. Lần sau nếu mà có dịp thì mình sẽ đi vào cái thủy cung đó và mình quay lại những cái video chia sẻ ở thủy cung ở bên Nhật và những cái thế giới nước ở bên Nhật hoành tráng như thế nào. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất của mình ha. Và video cái kênh của mình cũng có up cái video mà về xiếc cá heo ở bên Nhật á, là hoành tráng nhất ở bên Nhật luôn. Nên ở bên Nhật bạn nào thích về du lịch của bên Nhật nè, những cái điều thú vị ở bên Nhật, thì hãy đăng ký kênh của mình để luôn cập nhật những cái video mới nhất của mình ha. Và những điểm nào vui chơi cho gia đình có bé nhỏ hoặc là những người lớn cũng rất là thích hợp cho những cái công viên này, có thể đi dạo ngắm cảnh và chụp ảnh nè. Vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì đều có những cái loại hoa bốn mùa, và có một cái điểm ngắm hoa ở trong công viên cũng rất là rộng, rất là đẹp. Đi cả ngày cũng không hết được cái công viên này, rất là lớn, rất là rộng luôn à. Những cái chú cá heo hoa này rất là dễ thương đúng không ạ? Mình có thể chụp ảnh lưu niệm tại những cái chú cá heo này, hoặc là mình cưỡi cá heo nè, mình có cũng thể chụp ảnh hoa lại, lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp của gia đình của mình. Nếu mà bạn nào muốn đi du lịch qua bên Nhật á, thì cần tư vấn những cái điểm vui chơi nào, những cái điểm nào thích hợp cho gia đình nè, hoặc là cho những giới trẻ nè, thì các bạn có thể liên lạc với mình luôn ha, để mình sẽ tư vấn và chỉ cho bạn những cái điểm nào bạn cần đi, và những điểm và cách tiết kiệm chi phí khi mà du lịch ở bên Nhật như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn và mình biết những cái điều gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Ở bên Nhật có một cái xiếc cá heo rất là hay, và bạn nào
cần và thích xem những cái xiếc cá heo hoành tráng ở bên Nhật á, thì bạn có thể đi du lịch ở Fukuoka nè, rồi đi lên cái công viên mà mình đang giới thiệu cho các bạn là Umi no Nakamichi. Và gần cái công viên này có một cái thế giới nước là thủy cung ở bên Nhật, và có xiếc cá heo mà rất là nổi tiếng và lớn nhất ở bên Nhật. Và video của mình đến đây đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, và các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ ha, để cho mình có động lực để tạo những cái video kế tiếp ha. Bye bye.